Rồi, nữa tôi xin chào tất cả các anh em cận thủ đam mê cá từ Tổ quốc. Hôm nay tiếp tục lên cho anh em một clip gồm một lô hình câu nha anh em. Thì lô hình câu này có cần pip và cần carbon. Thì giá nó chỉ từ 250k một cây thôi nha mọi người. Rồi, để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi toán, nếu còn lỗi con clip lên đó, thì anh em cứ gửi vào cho em nhé. Rồi, cảm ơn anh em. Nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất lên cho mọi người là một cây cần của hàng China nha mọi người, cần China xuất Nhật. Cái này em lấy từ thị trường Nhật về. Thì cái này 2m1 nha anh em. Cái này 2m1. Đọt cái này cứng ra tầm khoảng 80 đến 100 nha mọi người. Đọt cứng ra tầm khoảng 80 đến 100. Chất liệu vật liệu phíp. Khoan là khoan hãng, bát là bát hãng. Ngoại hình cái này ra đâu đó tầm khoảng 90% nha. Hàng còn tương đối mới. Đọt tháp nha mọi người, đọt tháp. Phen keo ok hết nha anh em. 2m1, độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 100. Hàng chuyên đến bao lực. Thì cái này nặng là 263g, đọt 3 ly 5. Giá công khai cây số 1 giá là 250k cộng ship. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 lên mọi người một cây hàng của Korea. Cây này dài 21 nha mọi người, 21 hàng của Korea nha anh em, made in Korea. Thì cái này vẫn là một cây chất liệu phíp, phíp đỏ. Cây này thì cũng lấy từ thị Nhật về luôn. Bát là bát Fuji, F6. Phen là phen Fuji. Phen Fuji nhé. Lỗ xám. Ngoại hình cây này nó gơ tầm khoảng 90% nha mọi người. Tầm khoảng 80-90% ăn lên. Từ đó mới. Đọt là đọt thấp. Đọt này cứng ra tầm khoảng 30-50 nha anh em. Đọt 30-50. Dạ 2x1. Phen còn ok hết nha, rất là đẹp luôn. Đa số những phen cây này đều kiểm tra ok hết trơn rồi. Ngoại hình còn tương đối mới nha anh em. Tương đối mới, cần của Suyumi. Tem đầy đủ. Rồi, giá cây số 2. Giá cũng là 250k cộng ship nha. Cây này nặng là 150g, đọt 2 ly 4. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 lên cho mọi người một cây cần 3 đọt. Đây, xây cái đọt lại cho đúng thông số thì dễ đọc. Thì cây số 3 lên cho mọi người một cây cần 2m4, 3 đọt. Đọt 40, 50, 60, 80, gồm đọt 1 đọt 100 đến 120. Thôi có cái này chất liệu là liệu phép nha nè, chất liệu phép. Phen của nó là phen Fuji. Phen là phen Fuji. Thì như anh em đã thấy có một phen nó bị hư nè, nó đọt 60-80, một phen một bị hư chỗ này đó, anh em về chịu khó thay lại giúp nhé. Thì cần lỗi thì em báo lỗi, bát của nó là bát Fuji, phôi cũng còn rất là ok nha mọi người. Ngoại hình còn tương đối sáng, tất cả phen ở trên đây ok hết nha. Phen Fuji lỗi trắng. Đây, dài 2m4, đọt đọt tháp nha, đọt tháp xịn tinh, đọt đặc. Tất cả ok hết nha. Cây này anh em về nhiều đọt, anh em thích hợp cho anh em câu nhiều địa điểm địa hình khác nhau nha. Địa đổ nào nước chảy thì anh em lấy đọt cứng, chỗ nào nước không chảy anh em lấy đọt mềm, cầu cảm giác chơi. 3 đọt, một đọt bị lỗi một phen dưới đây nha mọi người. Đó, nhắc kỹ lại nha. Tất cả là ok hết. Thì cái này nặng là 340g, đọt 2 ly, độ cứng là 40-50, đọt 2 ly 8, độ cứng là 60-80, rồi đọt 2 ly 8 nó bị lỗi một phen nè, đó. Đọt 3 ly, độ cứng là 100-120, giá công khai cây số 4, giá là 400 nha nè, 400 cộng ship, đó. Giá công khai cây số 3, 400 cộng ship nha. Tiếp theo cây số 4. Thì cây số 4 lên cho mọi người một cây cần của Olympic. Thì cây này một cây hàng Olympic, hàng phíp nha mọi người, hàng phíp, hàng đại địa. Tem đại địa. Hàng Olympic. Thì cây này dài 3m, độ cứng ra tầm khoảng 50 thôi nha anh em. Cây dài 3m, độ cứng ra tầm khoảng 50 thôi. Đó. Keo chỉ thì mấy cái này nó ngã màu tí nè. Đó. Phen thì ok chắc nha anh em, phen ok chắc hết nha. Lõi sứ. Thì cây này về chia cho anh em câu cha, câu lăng xê. Đó. Ngoại hình có xây sát theo thời gian.
Thì cái này nặng là 380 g, độ 3 ly 4, độ cứng 30, dài 3, độ cứng 50, dài 3 m. Giá công khai cũng là 250k nha. Cây số 4 250k cọc ship. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người vẫn là cây hàng của Olympic. Thì cây này dạng cho anh em đánh lục có bạc bãi. Đó. Đây, phèn dưới đây là phèn gập nha mọi người. Phèn gập. Ngoại hình còn tương đối sáng, chất liệu là liệu phíp. Góc này lấy cái được nè, đó. Cái này cho anh em cắm xuống cát nha. Ngoại hình còn tương đối ok nha mọi người. Đó, keo chỉ còn rất là đẹp luôn. Phèn là phèn Fuji. Đó. Bát của nó là bát Fuji luôn. Thì cái này dài là 3m6 nha anh em, dài 3m6. Đọt 3 ly 8, độ cứng ra tầm khoảng 50 nha, 50-60. Phèn Fuji, phèn rất là đẹp, keo chỉ ok hết nha nè. Thôi chuẩn, hàng nội địa nha mọi người, hàng nội địa. Cây này cho anh em đánh bạc bãi, câu câu lục, hôm nay anh em có thể câu lăng xê cũng được, rất ok. Keo chỉ ok hết, rất là đẹp luôn. Thì cái này nặng là 590 g, đọt 3 ly 8, giá công khai vẫn là 250k cộng ship nha. Đó. Giá cây số 5 250k cộng ship. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người một cây hàng đánh lục, đánh bạc bãi. Thì cây số 6 lên cho mọi người một cây hàng của đây qua phôi phôi phíp đỏ. Phen là phen Fuji nha mọi người, phen là phen Fuji. Thì ngoại hình có xuất sắc li ti. Đó. Phen đề ba là phen gặp nè. Đó. AF bát Fuji F7. Tem nó đĩa. Thì cái này dài 4m2 nha anh em, dài 4m2. Hàng đại qua. Đó, 4m2 hàng đại qua, nội địa. Phen chỉ keo ok hết nha mọi người. Đó. Chỉ keo ok hết, không lỗi. Rất là ok luôn. Cây này về anh em đánh lục nè, đánh bạc bãi câu. Thì cây này nặng là 780 g, đọt 3 ly 5, giá công khai vẫn là hay, giá công khai là 350k cộng ship nha. Đó. Cây số 6 350k cộng ship. Tiếp theo qua đây, lô này là khúc bên đây là cây hàng carbon. Tiếp theo cây số 7. Thì cái số 7 lên cho mọi người là một cây cần của Olympia. Dòng cần Olympia. Thì cây này một cây phen Fuji lỗ xám, bát Fuji tem vàng. Phôi của nó là phôi carbon nè, đó, sẵn nè mọi người. Đó. Góc là carbon sẵn ít. Đó. Dài 2m4 nha nè, dài 2m4. Đó. Thì cái này đã được thay đầu bu rồi, đó, thay đầu bu. Thì cái độ cứng tới 100 đến 120 đến 150 nha mọi người. Đó, cái này rất là cứng luôn. Phôi carbon sẵn ít. Sẵn quăng nè, đọt là sẵn quăng, góc là góc sẵn ít. Bát Japan. Đó. Cần nội địa nha anh em. Thì cái này nặng là 350 g, đọt 4 ly 2, đầu cứng từ 120 đến 150 nha. Phen của nó là phen biển nha mọi người, phen của nó là phen biển. Phen biển lỗ xám. Đó. Đầu cứng từ 120 đến 150, chia cho anh em đến bầu lực, câu trên ghe, bè thuyền, câu đáy. Rồi, giá công khai cây số 7, giá là 650k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 lên cho mọi người một cây cần dựng. Thì cái này dựng phôi carbon nha anh em, phôi carbon Shimano. Thì cây này khách gửi em thanh lý lại một cây Shimano carbon sáng nhất nè. Đó. Bát Fuji. Phôi carbon sáng nhất, phôi hai da. Đó. Sẵn gần bút nha, mấy cây này về cho anh em câu cha, câu chép, câu lăng xê thoải mái nha. Đó. Phen là phen hãng mọi người, phen là phen phen hãng. Đó. Bu là bu Fuji, phen hãng.
bu chống sắn luôn đó, bu hãng luôn mọi người, bu này bu hãng luôn đó, bu chống sắn bu hãng, keo chỉ thì ok rồi đó, khách gửi thanh lý rồi hồi sáng nhất. Cái này anh em về câu lô cũng được, câu lăng xê cha chép cũng rất là ok đó. Thì cái này nặng là 330 gram, đọt 3 ly, dài là 2m88, giá công khai cây số 8, giá là 700k nha anh em, 700k cây số 8. Cây số cây số 8 và cây số 9, thì cây số 9 lên cho mọi người vẫn là một cây cặn của Shimano, phôi carbon sáng ít đó mọi người. Phen là phen Fuji nhé, cây này nguyên zin, phen Fuji. Thì cây này có bị gãy đọt một tí, để mình đo thông số chiều dài chỉnh cô cần cho anh em xem. Bát là bát Fuji Shimano phôi carbon sáng ít, cán là cán mút đọt thấp. Thì cây này dài 2 độ cứng thắt, dài 27 độ cứng thắt, thì nó rơi tầm khoảng 80 nha mọi người, độ cứng rơi tầm khoảng 80 mọi người, sáng ít nha, sáng ít sáng gần gút. Bu là bu Fuji, bu này được thay rồi nha mọi người, không phải bu xịt của nó. Thì cần sao thì em báo em vậy. Phen này phen Fuji là xám, ok hết. Càng là sẵn găng guốc rồi, khỏi bàn. Rất là ok. Thì cái này nặng là 245 gram, đọt 2 ly. Thì cái này dài là 2m68 nha anh em, nọc 2 tấc, 2m68. Công khai cây số 9 nha mọi người. Đó, giá công khai cây số 9, giá là 900. Đó, 900 cộng ship nha. Thôi thì bao chắc với anh em rồi. Đó, chỉ có hụt đọt một tí thôi. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 lên cho mọi người một cây cần carbon. Đó, cây này của Senwa, một dòng cần nội địa. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 30-50 nha anh em, độ cứng 30-50. Phen là phen Fuji loại xám. Bám tầm bát Fuji. Đó. Đọt cái này đọt thấp nha mọi người, đọt thấp. Đó. Đọt thấp này thì đánh cảm giác thổi bàn, nó rất ok luôn. Càng ok nha anh em, nó không có xuất sắc gì nhiều hết. Phèn ok hết. Thì cái này dạng câu anh em câu trên bè, trên ghe, dạng đánh cảm giác. Cầu lăng xê rất là ok. Thì cái này nặng là 240 gram, đọt 1 ly 7, giá công khai là 600 nha nè, 600 cộng ship. Cây số 10 đó, cây số 10 hàng xin qua nội địa, 600 cộng ship nha nè, cây số 10. Tiếp theo cây số 11. Cây 11 lên cho mọi người vẫn là một cây hàng nội địa. Thì cây này là một cây hàng của Sakura, một dòng cần nội địa của Nhật. Đây Sakura. Thì cái này dài là 2m55 nha anh em, dài 2m55 carbon sơn giả trúc. Phen của nó vẫn là phen Fuji nha mọi người, phen là phen Fuji. Bát của nó là bát Fuji, cần thì có xứ sát li ti nè đó, nhưng mà được cái nó sơn giả trúc nhìn cực kỳ đẹp nha anh em. Thì cây này độ cứng ra tầm khoảng 80 nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 80, đọt thấp đó. Thông số này anh em câu cha câu chép lăng xê là hết bài. Sơn giả trúc cần xuất sắc li ti, cán là cán mút, bát là bát Fuji Japan, rất là ok nha. Phen keo chỉ ok hết nha anh em, không lỗi. Thì cái này nặng là 321 gram, đọt 2 ly 3, độ cứng ra tầm khoảng 80. Giá công khai cây số 11, giá là 700 luôn nha anh em, 700 cây số 11. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 lên cho mọi người một cây Daiwa, dòng Daiwa Helilock carbon wicker. Mọi người, Daiwa Helilock carbon wicker. Rồng mít. Dòng carbon wicker này đặc biệt của nó là phôi sáng ít nè. Sáng ít sáng cái quẩy cá anh em bảo carbon hay da.
thì dòng ROM mid này là dòng nội địa nha anh em, dòng nội địa. Fan của nó là fan Fuji loại xám. Thì cái này đổ mới ra tầm khoảng 90% nha anh em, rất là mới. Fan loại xám đây. Bu của nó là bu xít nha anh em, bu là bu xít. Càng rất là mới luôn. Thì cái độ cứng 50, dài 3.9. 3.9 thì anh em đánh bạc bãi, có lăn xe, sông hồ nhé. Đó. Rồi mét 3.9 thì đánh bạc bãi ok rồi. Phôi carbon nha mọi người, thắng hay da, keo chỉ ok hết. Đó. Thì cái nặng là 350g, đọc 21, giá công khai cây số 12, giá là 800 nha nè, 800 cộng ship cây số 12. Tiếp theo cây số 13. Cây số 13 cây cuối cùng thì lên cho mọi người một cây cần hai đọt nha anh em. Đó, một cây hai đọt. Dài 2.7 m. Thì cây này của hàng Boston như nè. Đó. Rồi Keep Messing. Thì cây này hai đọt, một đọt 50-80, một đọt 80-120. Phôi của nó là phôi carbon. Đó, phôi carbon, đọt đọt thấp. Phôi carbon, đọt thấp. Đây. Fan Fuji loại xám nha anh em, fan Fuji loại xám. Carbon. Bát Fuji, fan Fuji loại xám. Rất ok nha mọi người. Đó. Fan Fuji đây, nhìn rất là đẹp luôn nha. Cái này dài hết 72 đọt. Thì cái đọt 100 đến 120 á, nó bị mắc một khúc nè mọi người, đó, mắc đầu bu. Thì cái này nó còn đầu cứng ra là chắc cỡ 150 á, đó. Cần sao em báo anh em vậy. Đây, nó mắc khúc như đây nè mọi người, đó. Phen Fuji nhanh nè. Ngoại hình đẹp nhá. Sáng gần gốc. Rồi. Thì cái này nặng là 330g, đọt 2 ly, độ cứng 50-80. Đọt 2 ly 5, độ cứng 80 đến 120 nha. Đọt 2 ly 5 nó bị mất khoảng một tấc nha anh em. Hai tấc nha. Rồi, giá công khai cây số cuối cùng, cây số 13, giá 900 nha anh em. Rồi, đó tổng cộng 13 cặn lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em mừng người nào chốt lại số điện thoại tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn anh em.